Anh chạy vào. Đây rồi. Dạ đồ hiệp sĩ Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và bạn. Thì cái câu chuyện mà trong thời gian vừa qua rất nhiều các cô dâu Việt Nam mình đã gọi là mới cưới xong họ đã bỏ trốn. Thì mới đây nhất là anh em hiệp sĩ Bình Dương đã gọi là đăng thông tin đại một gia đình về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một người con dâu, có nghĩa là một cô dâu Việt hiện nay lấy người chồng Trung Quốc mà đã bỏ trốn, và câu chuyện tại sao bỏ trốn. Và đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đưa hết cả tất cả các anh em đi tìm, mục đích chính là tìm cô dâu Việt để về để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Nhưng mà câu chuyện này đến giờ phút này thì cô dâu Việt về đây chia sẻ thông tin nó là gia đình hoàn toàn là ép buộc và chia sẻ không đúng sự thật. Thì hôm nay anh em sĩ Bình Dương đã giải quyết và đã đưa được cô dâu, đã tìm được cô dâu Việt và đã đưa về đây. Thì cái câu chuyện về hiện nay thì anh em đội hiệp sĩ mình Nguyễn Thành Bình Dương là cho hai gia đình, để gọi là cho giữa gia đình và ba mẹ cũng như người chồng Trung Quốc và em gái này gọi được một cô dâu rồi, để nói chuyện một câu chuyện là đúng sai như thế nào. Thì hy vọng là cô chú chị xem hết video này, bởi vì trong thời gian vừa qua và nó những cái câu chuyện cô dâu Việt lấy chồng người Hàn Quốc, người Trung Quốc, nhiều câu chuyện xảy ra và vô cùng rất đau lòng thương tâm. Dạ câu chuyện nào cũng mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi anh Hải, anh có điều nào anh muốn vào chia sẻ là cho mọi người biết rõ câu chuyện này. Rồi Nói chung ra là đòi hiệp sĩ Quý Thanh Hải là ai đến đây cũng giúp hết, người Việt Nam, người Trung Quốc, người nước ngoài cũng giúp hết. Như đây đây làm việc là miễn phí, làm như là một người trong tay, không bên ai không bên được ai hết. Ở đây cô nói gì là không bên được ai hết nha. Thì bây giờ cho bên bé gái là người vợ Việt Nam là và anh chú rể là người Trung Quốc, là bây giờ tôi muốn cho hai bên đối chất để ai đúng ai sai. Chứ bây giờ mất công là đội xin hại là tìm giúp thôi, chứ không có nghĩ gì hết đó, vấn đề gì hết đó nha. Đây là làm miễn phí rồi, giờ Anh không em cần tìm ở. được ấy, còn vấn đề mà ở được với nhau hay không là do hai bên nhá, chứ gia đình không có quyền gì để ép buộc buộc phải ở hay buộc phải đi nhá, gia đình không có quyền đó ha. Tìm được thì anh em đã tìm được rồi. Rồi xin phép bây giờ này, xin phép cô chú đi ha. Chú cho con hỏi là chú họ tên đầy đủ là gì? Tôi tên Trần Văn Quốc, là sinh 1971, quê quán ở Hóc Môn Tân Hiệp. Rồi, Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ. Rồi, đây là hôm nay chú đi với những ai vậy? Dạ, đi với vợ và con và vợ và con gái đúng và không? con gái. Dạ. Và con rể người Trung Quốc. Đấy. Dạ, rồi cảm ơn chú. Rồi xin phép chào cô nhé. Rồi, cô có thể cô chia sẻ là cô họ tên là gì? Thu tên Nguyễn Thị Ngọc Tiết, sinh ngày 20 tháng 10 năm 79, là quê quán ở xã Tân Hiệp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn cô nhé. Rồi, chào em gái. Em gái, em có thể em chia sẻ em họ tên là gì? Em tên Trần Tuyết Ngọc, 204. Rồi, em là, đây là con gái út hay là gì của ba mẹ hả? Con gái út. Rồi, cảm ơn em nhé. Rồi, bây giờ còn người chồng Trung Quốc này là họ tên, người Trung Quốc là tên là gì? Trương Tên Vĩ. Trương Vĩ. Trương Vĩ hả? Rồi, là thanh niên này năm nay bao nhiêu tuổi này cô? 33 tuổi. 33 tuổi. Thế còn bây giờ anh hỏi lại cô dâu Việt. Rồi, chào em có thể em nói rõ hơn cái câu chuyện hôm nay là đối xứng ba mặt một lời nhé, giữa ba mẹ và chồng và em gái ruột ha. Rồi, anh cho anh như này, cho anh biết rõ hơn cái câu chuyện mà em họ tên đầy đủ là gì. Dạ em tên Trần Thị Thanh Hiền. Cái câu chuyện trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương ấy, ghi hình đăng tải thông tin em lên mạng là vì lý do là gia đình em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm kiếm thông tin của em là cô dâu Việt bỏ trốn. Dạ. Rồi em nghĩ thế nào về video đó? Dạ em nghĩ video đó mẹ nói nhiều cái không đúng. Không đúng sự thật. Dạ. Em thấy cuộc sống rồi em thấy cuộc sống mà trong thời gian mà em lấy người chồng Trung Quốc đúng chưa? Và em xem đó em thấy có gì vui không? Dạ không, em thấy bình thường. Ở bình thường đến giờ phút này em cảm thấy hạnh phúc hay em hối hận? Dạ em hối hận. Hối hận, em hối hận về điều gì? Dạ tại vì gấp quá, không có tìm hiểu dài lâu, với lại em mới qua Trung Quốc được một tháng thôi mà anh đã đối xử với em vậy, nên là em hối hận, với lại rồi xa xa nhà nữa. Bây giờ có ba mẹ em ở đây dạ. nha, bây giờ có ba mẹ, có em gái dạ. đúng không? Anh mong em chia sẻ tại sao em hối hận và tại sao em sang đó khổ hoặc sướng, lý do thế nào em có thể chia sẻ được trước mắt là cho ba mẹ và em gái biết rồi. Dạ lúc mà em mới qua Trung Quốc được nửa tháng thì em có nói lại chồng em là em nhớ nhà, em muốn về thăm nhà. Rồi ảnh nói là không thể về trước đám cưới, để tổ chức đám cưới xong ảnh dắt em về. Em cũng đồng ý vậy, rồi xong rồi một lúc sau ảnh nói là 1-2 năm nữa anh mới dắt em về được. Rồi cái
em mới nói là em anh biết em mới qua em cũng nhớ nhà. Rồi ảnh nói là anh không nói gì hết, ảnh kéo cái vali vô, ảnh với mẹ ảnh kéo vali vô, mẹ ảnh với ảnh xếp đồ vô vali, là kéo vali em ra đường đuổi em đi. Ai là người kéo vali mà ai là người xếp đồ? Dạ mẹ chồng với lại chồng luôn. Kéo vali và xếp đồ đuổi ra đường. Dạ. Lúc bây giờ em nghĩ gì? Dạ em nghĩ buồn, tại vì lúc mà em mới qua bệnh không bao lâu mà kiểu vậy, như em không quen biết ai nữa, không biết tiếng rồi, không biết xài tiền, không biết không có tiền, em mới qua cũng không có tiền, nói chung là em không biết gì hết, mà ảnh ba mẹ ảnh với lại ảnh đuổi em đi vậy em không biết sao. Lúc bây giờ nếu buộc lòng mọi người đuổi em đi thì em sẽ tìm đến cái gì, cách nào tốt nhất theo em? Em không biết tìm cách nào luôn, tại vì cũng nhờ người ta được, nhưng mà bây giờ mình phải có tiền người ta mới, mình mới nhờ người ta được hơn, mà lúc đó là em qua bển là em không có tiền. Em hoàn toàn không có tiền. Dạ. Lúc bây giờ em đã biết về tiền chung chưa? Dạ chưa biết. Chưa biết hả? Nếu buộc phải đuổi ra đường thì lúc đó là cái cách cuối cùng của em là phải nhờ người, mà nhờ cũng không biết nhờ ai, chắc chắn là tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bây giờ cho anh hỏi này, trước thời điểm mẹ và mọi người tổ chức đám cưới cho em, cái thời điểm đó trước đây em đã có người yêu chưa? Dạ em có người yêu, là lúc đó là em đang quen người yêu luôn. Là ba em trước đó một hai ngày ba em có chửi, ba em nói là không được. Em đã lên tiếng em? Thấy người yêu em không được. Là rồi xong rồi mấy ngày sau á, là bạn của mẹ em mới giới thiệu là có người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam. Rồi cái mẹ em mới nói là, mẹ em mới nói là em cũng hỏi em là có đồng ý hay không, và để gặp mặt nói chuyện rồi tính tiếp. Cũng có gọi nói chuyện rồi cũng nhiều người khuyên em, tác động em, nói là làm khổ ba mẹ nhiều rồi, thôi nghe lời đi, lấy chồng qua bển con sung sướng. Vẫn còn sung sướng chứ không như ở đây quen người này người kia. Rồi tối đó người yêu em vẫn qua nhà em chơi, rồi ba lúc đó là ngồi trước cửa nhà, cả nhà em ngồi trước cửa nhà luôn, thì ba em thấy người yêu em qua nhà em chơi, thì ba em có nói là người yêu em qua tới, đừng có nhắc tới câu chuyện này nữa, là không nhắc đến nữa. Mà rồi tối người em về thì ba mẹ em có nói là tìm cách để chia tay người yêu em, và em cũng nói hẳn người yêu em là em lấy chồng. Em nói thẳng sao? Em nói hẳn người yêu em là ba mẹ với lại nhiều người khuyên em lấy chồng. Có nói là em lấy chồng Trung Quốc không? Dạ có. Rồi người yêu em phản ứng sao? Buồn. Buồn ha. Rồi thế là lúc ấy về đường ai đấy đi luôn. Dạ. Xong hôm đấy là em đêm đấy em có ngủ được không? Dạ không. Không. Rồi thế là vậy là đám cưới tổ chức đúng không? Mà em đã được sang Trung Quốc cùng với người chồng của mình và cùng với nhiều người khác, đúng chưa? Dạ đúng. Rồi vậy là đến giờ phút này tại sao mà em quyết định mà không sống với người chồng Trung Quốc đó? Dạ tại bất đồng ngôn ngữ với lại do gấp quá, em mới qua Trung Quốc được một tháng thôi mà anh đã đối xử với em vậy rồi. Em nói rõ hơn, đối xử như vậy là như thế nào? Dạ ảnh với mẹ ảnh đuổi em đi, ảnh hất nước vô mặt em, tạt nước mặt em. Dạ. Gọi là hành xử em như vậy là anh thấy như vậy là không được rồi nhá. Anh chưa biết được câu chuyện này có em chia sẻ có đúng không, nhưng nếu đúng em như vậy, em chia sẻ như vậy là anh thấy không chấp nhận được. Dạ. Đúng chưa? Hàng ngày là ai là người nấu cơm và ai là người dọn dẹp? Dạ mẹ chồng. Mẹ chồng. Tối ngủ là em ngủ chung hay ngủ riêng với chồng hay ngủ ở đâu? Ngủ chung. Dạ. Rồi hàng đêm là em ngủ có ngon không? Có ngon giấc không? Dạ không ngon. Tại sao? Chồng nằm cứ lắng quá hết cái giường em, với lại nằm cứ cái đầu có hơi cái đầu ở đây cái người bên kia, rồi ảnh ngái lớn lắm, ngái vô tay em không ngủ được. Rồi thế còn những cái chuyện tế nhị là quan hệ vợ chồng á? Dạ. Thì làm sao? Dạ quan hệ vợ chồng thì bình thường, có lúc đó anh đòi mà một hai giờ, tầm một giờ sáng á, là em ngủ em không cho, ảnh mới quậy, ảnh nói chẳng lẽ suốt đời không có quan hệ vợ chồng vậy hoài sao. Em không nói gì hết, rồi em vẫn nằm em ngủ tiếp.
rồi ảnh mới dùng dằn, ảnh cầm cái em với ảnh nói chuyện bằng cái máy máy thông dịch, rồi ảnh mới dùng dằn ảnh lấy cái máy thông dịch đó ảnh nói, ảnh nói chuyện lớn tiếng, ảnh dùng dằn đập bàn rồi không để ba mẹ ngủ cũng để em ngủ luôn, rồi ảnh mới lấy ly nước ảnh hất vô mặt em. Còn là hàng đêm là thường chồng em đòi quan hệ đúng không? Dạ. Cái chuyện tình cảm đúng không? Ân ái là vào khuya. Dạ. Còn là 1-2 giờ sáng. Dạ. Đúng chưa? Cái giờ em đang ngủ cho nên em không muốn đúng không? Dạ. Ừ. Em không muốn là em từ chối, nhưng mà chồng em hành xử em là đập bàn đập ghế và lấy cái máy gọi là để thông dịch viên đấy đúng không nhỉ? Dạ. Ừ. Nó là ra chuyện không hài lòng và có thể là tạt nước mặt em. Dạ. Đúng chưa? Ừ. Chồng em có làm như vậy với em bao nhiêu lần rồi? Dạ, một lần. Một lần. Như vậy là em có bức xúc không? Dạ có. Em thấy như vậy là em cảm giác lúc bây giờ em nghĩ sao? Theo em lúc bây giờ em đang nghĩ trong đầu thế nào? Chồng em hành xử như vậy. Em buồn. Em buồn. Lúc bây giờ em có muốn về Việt Nam không nhỉ? Dạ muốn. Ừ. Lúc bây giờ em có nghĩ là mình có bị hối hận hay mình có sai lầm không? Dạ có. Tại vì em nghĩ là cái câu chuyện nó nhỏ, không đến nó anh đến mức đó mà anh phải tiệt nước cho mặt em. Ví dụ như là chuyện vợ chồng thì có gì từ từ nói. Theo em ấy, em cũng đã hiểu hoặc em nghĩ như thế nào về cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng theo em? Cần những điểm gì, cần những điều gì theo em? Theo em là cuộc sống hôn nhân vợ chồng thì người ta cần chia sẻ hay là cần đồng cảm nhau những cái gì theo em? Dạ, kiểu vậy, như cần chia sẻ, nhường nhịn, đồng cảm với nhau. Ừ. Mà chồng em là hoàn toàn không đồng cảm. Dạ. Vì nửa đêm là ngủ say rồi đúng không? Cái giờ đấy thì em không muốn, đặc biệt là mới sang nhớ nhà mệt mỏi. Dạ. Đúng không? Ngủ rất khó ngủ đúng không? Rồi em đã có bên đấy, em có bị nhìn đói bao giờ không? Dạ có, lúc mà ảnh hất nước vô mặt em á, rồi xong là em nhịn đói 4 ngày. Tại sao em nhịn đói? Tại vì ảnh cũng có mua đồ ăn cho em ăn mà em nói em không ăn, rồi ảnh lấy ảnh ăn hết luôn, rồi mẹ cũng có nấu đồ ăn, mẹ cũng có kêu em ăn mà em không ăn, rồi ảnh cũng không, em không ăn, ảnh không nói gì hết luôn. Nhịn đói 4 ngày. Tại sao em không ăn, để làm gì? Thư thực. Tại vì ảnh đối xử với em vậy em buồn. Buồn không ăn được cơm 4 ngày liền. Dạ. Nếu không có gì thay đổi trong vòng chừng 2-3 ngày nữa là em ra đi à? Dạ. Em có nghĩ rằng như vậy không? Lúc bây giờ em có ý định như vậy không? Dạ. Có ý định như vậy. Đến giờ phút này thực sự anh nghe câu chuyện của em, anh chưa biết là câu chuyện em chia sẻ có đúng chính xác hay không. Nhưng nếu đúng thực sự như vậy thì rất lấy làm tiếc cho em. Nha. Bởi vì anh cũng đã từng sống ở Trung Quốc, anh biết rồi. Không phải gia đình nào cũng không tốt, nhưng cũng có nhiều gia đình tốt, nhưng không may mình rơi vào cái trường hợp đó. Kể cả với bản thân đi, ở Việt Nam mình cũng thể cũng vậy thôi. Rất nhiều các cô dâu Việt, cô dâu Việt Nam mình cũng vậy. Rất nhiều các cặp vợ chồng cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc nhưng nhiều cặp không hạnh phúc, đúng không ạ? Người ta đối xử, người ta hành xử một cách phải nói là rất man dợ. Nói thẳng như vậy dễ hiểu không? Đó, chứ nhiều người rồi, chứ không cứ ở Trung Quốc, mà đặc biệt bên Trung Quốc ấy. Trước mắt là em sang chưa biết tiếng, bởi vì em chưa được học tiếng, đúng chưa? Là ngôn ngữ bất đồng là cái đầu tiên. Cái thứ hai là mới đầu sang đó thì phải là nước là cái rồi. Bởi vì mỗi một nơi, một địa phương sinh sống, mỗi một phong tục, một khác nhau. Là ngay hai gia đình ở Việt Nam mình đã khác nhau rồi. Một gia đình nó khác, mà hai gia đình nó đã khác nhau hoàn toàn. Đúng chưa? Mà em sang đó này gặp rào cản rất nhiều. Vì vậy nhưng hôm nay ấy, là em quyết định em bỏ trốn. Là vì lý do là em không muốn sống với chồng hay là em bỏ trốn lý do gì? Dạ em không muốn sống với chồng. Em có muốn sang đó nữa không? Dạ không. Đến giờ phút này là em muốn, anh hỏi thật em, đến giờ phút này là em muốn lấy chồng Việt Nam mình hay em lấy chồng Trung Quốc? Dạ em muốn lấy chồng Việt Nam. Em lớn rồi, kiểu như là em cũng mong bà hiểu cho em để em tự lựa chọn. Ừ. Em có biết rằng trong cái cuộc hành trình mà chồng em cưới vợ là cưới em, dạ, là chi ra bao nhiêu tiền và những số tiền đi đâu không? Dạ 600 triệu. Chồng em chi ra 600 triệu. Dạ. Rồi 600 triệu đó chi đi đâu? Cho ai? Dạ, chồng ai em, là người cầm tiền? Chồng em đưa cho chị Hạnh và chị Mãi là người mai mối. Chị Hạnh với chị Mãi là người mai mối? Dạ. Nhận 600 triệu? Nhận 600 triệu. Ờ. Và 600 triệu đi đâu thì em không biết? Dạ. Ừ. Đến giờ phút này chị Hạnh lấy được bao nhiêu tiền hoặc có được bao nhiêu phần trăm trong đó không, em không biết. Dạ. Em có hiếp, em đã hỏi chưa? Dạ em không hỏi, em có hỏi chồng em á, thì chồng em chỉ nói là họ ăn nhiều rồi. Là sao? Họ ăn nhiều rồi? Dạ là cái người làm mai ăn nhiều rồi. Ăn nhiều rồi? Dạ. Bởi vì tất cả những phi vụ làm mai làm mối đa số là nhiều người ta biết nói tiếng Việt, biết nói tiếng Trung và biết nói 2-3 thứ tiếng. Người ta sẽ bịp bợm những người Việt Nam mình không biết gì. Vì vậy cho nên người ta nói thật luôn, người ta tốt chỉ một phần thôi, nhưng cái phần còn lại là người ta ăn tiền, mà người ta ăn rất nhiều. Mới đây nhất thì anh em mình Bình Dương đã phanh phui một đường dây
gọi là 2-3 bà mai mối ở tại miền Tây đó, mai mối ăn người ta 400-500 triệu nhưng mà đưa cho gia đình có 30 triệu, gia đình hoàn toàn không biết, đến khi vỡ lở ra mới biết là 400-500 triệu của người ta. Đến giờ phút này cô dâu cũng bỏ trốn luôn rồi, hai cô dâu liền lúc bỏ trốn luôn, vì bà mai mối là ăn liền lúc gần 1 tỷ của hai cô dâu cưới cùng một lúc đó. Nhưng đến giờ phút này hai cô dâu tìm được đường trốn, vì hai trong hai cô dâu đó một cô dâu biết tiếng vì đã được học tiếng từ trước để đi lao động làm việc đó, vì vậy nên hai cô dâu rủ nhau đã bỏ trốn. Đến giờ phút này hai cô dâu về báo tin cho anh em ở đây là hoàn toàn gia đình đến giờ phút này phát hiện được gia đình nhận được chỉ có 20-30 triệu, 20-30 triệu, còn các bà mai mối ăn hết đó. Thế nên bà mai mối nó là về giúp để tìm cô dâu, nhưng các anh em quyết định không tìm, đúng không ạ? Vì gia đình mới là người tìm, còn bà mai mối không thể đủ thẩm quyền để đi tìm những cô dâu được, bởi cái đó ra công an báo là công an sẽ bắt luôn, chứ đừng nói chuyện là, đúng không ạ? Vậy thực sự bây giờ là câu chuyện này là thực sự là các anh em ở Bình Dương rất thương em, thương em trong câu chuyện này, bởi vì đôi khi mình cũng nghe theo lời tác động của gia đình một phần, nhưng đôi khi có thể là gia đình chưa hiểu được hết lộ trình cái câu chuyện, nghĩ rằng sao nó sướng. Cũng có rất nhiều cô dâu Việt Nam mình, không riêng ai, nhiều cô dâu Việt Nam mình sang đó rất sướng, thực sự là sướng cực kỳ. Nhưng không phải ai cũng sướng như vậy. Đây là một câu chuyện rất thật. Nói ngay tại Việt Nam mình cũng thế thôi. Nhiều ông chồng rất tốt, nhưng nhiều ông chồng không tốt. Đúng không ạ? Thế nên vì vậy cho nên mình không thể nói là ở đâu tốt được, ở đâu xấu được. Ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Nhưng không may mình xui, mình dính vào những trường hợp không tốt thì cuộc đời đã tàn. Nhưng mà đây thì dù gì hôm nay em cũng về đây rồi, tại Việt Nam mình. Đó. Thì trước mắt là gọi là chúc mừng em, hãy gọi là trước mắt là sức khỏe em thì bây giờ anh nhìn trước mắt là chưa biết là trước đây em có mập không, nhưng bây giờ thực sự rất ốm, nhìn là thân hình thì rất tội đó. Ê, nhưng mà bây giờ này anh khuyên em một điều, một câu chân tình nhất nha. Mình có sao mình nói vậy, mình muốn ở đâu hay không là cho em, không ai ép em được. Còn gia đình đôi khi có thể là tác động vì nghe theo hoặc là chưa hiểu hết cái câu chuyện đó. Rồi bây giờ cái câu chuyện con gái của cô chú chia sẻ này thì mời chú có thể bây giờ trước mắt là chú nghe cái câu chuyện này, chú trước mắt là chú có thương con chú không? Chú nghe con chú chia sẻ này, thực sự là con chú chia sẻ rất thật, con chưa biết là thật hay không nhưng mà con nghĩ rằng sẽ thật. Chú có thương con không? Thương, chắc chắn là con gái lúc nào cũng phải thương, đúng không? Chú có nghĩ rằng là trước đây chú có nghĩ rằng là gả được con sang Trung Quốc là sẽ sướng không? Chú có nghĩ điều đó đầu tiên không? Hay là vì mục đích khác? Không có nghĩ gả cho Trung Quốc mà sướng, không có ở đâu gọi là sướng, ở quê nhà Việt Nam thì là cái ăn thua gì cuộc đời sống của mình với ăn thua gì bản thân của mình, chứ không phải mà đâu phải tiền mà từ ở đâu ra, là đâu phải tự đâu mà có mà được cái sung sướng đó, mình phải tự thân mình tự lập. Dạ, dạ xin phép xin phép chú này, con cắt ngang này, xin phép chú làm ngành làm nghề gì? Dạ làm hồ. Làm hồ. Dạ, con nhìn thì con thấy rồi nhưng mà con cũng chưa dám chắc. Đang làm này, bỏ dạ. Đi chưa của mình luôn. Nhưng mà con chưa dám chắc cho nên con hỏi thử cho có đúng không? Dạ. Dạ con nhìn thì con thấy rồi. Dạ. Rồi. Vậy là chú tại sao chú có cái động lực gì chú quyết tâm để gả bằng được một người con gái rất thân thương của mình cho một người Trung Quốc? Tại vì biết sao, tại vì bạn bè làm chung cũng có quen người Việt Nam ở bên Trung Quốc. Rồi trong khi đó giới thiệu qua là nói là tin tưởng là 100% không có mà dạng như mà buôn bán hoặc là trao đổi gì hết đó, mình cũng rất là tin tưởng người làm ai là bảo lãnh vụ đó thì người ta làm như vậy là cũng là rất đúng, mình xét lại người ta thì cũng rất đúng, mà không biết người ta lấy tiền bao nhiêu nhưng mà thấy cái con của mình, người ta thương con của mình như vậy là cái hạnh phúc rồi, chứ không phải là tiền bạc đó. Đến giờ phút này con chú chia sẻ là chú có buồn không? Thì cũng buồn nhưng không? Mà đều con cái biết sao cái không sao? Con đang hỏi, con chưa hỏi vấn đề khác, con đang hỏi là chú chia sẻ này rớt nước mắt này, chú nhìn thấy con mình không hạnh phúc đến giờ phút này bỏ trốn này, chú có buồn không hay chú vui? Buồn chứ. Rồi chú còn ý kiến nào nữa không? Chứ ý kiến là tại vì biết sao là con nói thì con nói nãy giờ là 10 câu thì trong khi đó nó chỉ chưa có nhận xét cái câu nào gọi là cái thiệt tình hết. Điều nhất, điều thứ hai nữa, cái nói về với nó Trung Quốc bỏ đói thì trong khi đó nó cũng đủ thứ hết rồi, nó tại vì mình sống ở đâu mình hâu ở đó đó, mình sống nhà người ta mình còn phủi tay mình còn chửi người ta còn đánh đập con người ta
Trong khi đó rồi nó bực tức, nó la lên thì mẹ nó nghe thì mẹ nó nói mẹ nó nói này, vợ chồng không ăn ấy làm mẹ nó tức đó. Rồi mới trong khi đó thôi vậy đuổi mày ra đường đó. Là có là con chú đánh lại đúng không? Ừ. Là con chú là ai là người chia sẻ chú như vậy? Hả? Là dễ chú nói chuyện cho chú như vậy? Hay không, tôi chia sẻ đó là con tôi, theo tôi biết ý con tôi nó như vậy. À nhưng còn chữ, đúng hay sao chú chưa biết, nhưng mà đây theo chú nghĩ như vậy. Đúng. À rồi bây giờ xíu là con lại nói chuyện với chú sau. Dạ. Nha. Bởi vì này chú nói như vậy là cũng có đúng nhưng mà chưa đúng hết. Ừ. Con ở đây con không minh nha. Bởi vì ai cũng là giúp. Yep. Đúng không? Đúng. Chứ không phải là giúp ông A mà bỏ bà B. Yeah. Ở đây toàn gia đình mình hết, là không ai hết. Yeah. Đúng không? Không có người ngoài. Yeah. Đúng không? Toàn con không ạ? Yeah. Đúng không? Con gái, vợ, con gái, con rể. Đúng không? Yeah. Vì vậy cho nên không phải giúp con gái chú mà bỏ chú, mà không phải giúp chú mà bỏ con gái. Nếu bỏ thì đã không tìm đến đây. Yeah. Yeah. Đúng không? Nếu mọi người mà bỏ mà không muốn tìm thì đã không tìm con gái chú về đây rồi. Yeah. Đúng không? Không có cuộc trò chuyện này. Yeah. Đúng không? Yeah. Vì vậy cho nên xíu nữa con sẽ tiếp tục nói chuyện với chú. Dạ. Yeah. 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 Rồi, xin phép chào cô. Dạ yeah, chào anh. Yeah. Cô có thể cô chia sẻ rõ hơn. Con gái chú, à con gái của cô và chồng cô chia sẻ từ nãy giờ thì theo cô, quan điểm của cô nghĩ nào về con gái cô hiện nay, nó đang rất buồn. Con gái cô là chia sẻ những lời nói đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Bây giờ cái bản thân tôi là mẹ, bây giờ mẹ nào cũng thương con hết. Bây giờ dù mẹ có khùng có điên cũng vẫn thương con. Nhưng mà con cái không hiểu, không thương cha mẹ là những cái điểm lý do. Là như là con á, con mà gả sang Trung Quốc á, là mẹ không bao giờ hề ép buộc hoặc là tác động con để lấy chồng Trung Quốc để cho mẹ và ba và cả nhà được lợi nhuận gì hết. Bây giờ những lời tôi chia sẻ đều hả sự thật. Cái lúc mà tôi với nó đi làm chung công ty, có cái chị làm chung trong công ty, bà đến nhà, bà nói là bà đến nhà là trong lúc đó tôi đang đi qua nhà hàng xóm kế bên, là hàng xóm cũng có ăn nhậu, nhưng mà đủ tôi nhậu thì tôi cũng nhậu, tôi ngồi đó tôi chơi. Xong rồi á cái người mà qua nói với con gái á, là hai người qua tâm sự ở trong nhà, tâm sự nói vụ mằng mai người Trung Quốc cho nó. Rồi á, xong rồi người đó mới nói chuyện với nó, xong nói chuyện với tôi. Cái tôi mới nói rồi bây giờ con đang có bạn trai, vậy giờ con muốn chồng Trung Quốc rồi, giờ con tính làm sao? Nó mới nói rằng là giờ để con nói với bạn con là ba cấm không cho vô nhà, ba không cho quen nữa. Rồi cái nói thì cái chuyện đó con làm gì làm, con sắp xếp con làm gì làm. Nhưng mà rồi á là ở bên đàn trai, bên chồng nó đưa cho nó 10 triệu để ăn uống với làm giấy tờ cho mạnh khỏe để mai mốt tháng sau là làm đám cưới. Rồi cái trong khi 10 triệu đó thì đưa cho nó ăn uống, mua thuốc bổ đồ uống. Rồi khi mà tôi tới nhà bà chị lối xóm, bà con dòng họ, tôi đi tới đâu thì người ta biết tôi gả con cho Trung Quốc, người ta mới la mới chửi cho tôi một chập, nói tại sao mà gả con cho Trung Quốc. Mày không nghe Trung Quốc ác, đem qua bển bán con vô động làm gái hoặc quýnh đập này nọ kia. Thì tôi một cái thứ nhất là tôi có bệnh trong người tôi. Rồi tôi nghe nói vậy, cứ mỗi lần nói á, là tôi sẽ làm mệt. Tôi về nhà tôi nói với nó, Hiền ơi, bây giờ người ta chuyển cho con chỉ có 10 triệu thôi, mà giờ mẹ đi tới đâu á, ai cũng nói như vậy, mẹ sợ quá. Thôi bây giờ 10 triệu không có đáng giá gì, mẹ còn tiền để chuyển trả cho người ta được 10 triệu đó, thì con nói là quỷ đám cưới đi. Nó còn nói với tôi, nó tác động, nó nói với tôi rằng là mẹ ơi, bây giờ ở Việt Nam hoặc Trung Quốc, bất cứ ở đâu cũng có người hiền, cũng có người dữ, cũng có người ác, cũng có người này nọ kia. Nhưng mà bây giờ mẹ để cho con lấy chồng Trung Quốc thì thí dụ con qua bển ở được thì được, còn không được thì có gì mai mốt con trốn con về. Thì bây giờ em là nói không có là ép con để gả cho Trung Quốc để ham danh lợi tiền bạc gì hết. Rồi á, em mới nói là thôi vậy bây giờ con nói vậy á thì con muốn làm gì làm, giờ mẹ không có nói ra nói vô gì hết. Nhưng mà mai mốt sau này con đừng nói mẹ là mẹ ép gả con qua Trung Quốc để mẹ hưởng tiền bạc ha này nọ kia. Thì thì nó nói con đồng ý đó, nó đồng ý. Nếu như sự thật cuộc tình đám cưới này diễn ra, tôi mà làm mẹ mà tôi chỉ ép nó, bắt buộc nó đám cưới với người Trung Quốc này,
nó không đồng ý làm sao tôi ép nó được. Nó còn tự mua mua trái châu, mua chữ, mua này nọ về dán trang điểm trong gia đình để làm đám cưới đó. Tự nó với chị hai nó đi mua, tự nó đồng ý, tự nó chấp nhận. Mà ngày hôm nay là nó lên cái video này là nó bán đứng tôi, là nó nói tôi là hả tác động nó, với lại ép nó gả nó Trung Quốc để tôi ham cái danh lợi này. Nhưng mà thật sự á, làm cha làm mẹ nào cũng phải thương con hết trơn. Không bao giờ vì 100 triệu đó mà tôi ép gả con tôi sang Trung Quốc. À, tôi nhà tôi sống, tôi nuôi 10 người con, gia đình tôi tuy rằng nghèo khổ nhưng mà ăn uống không thua ai. Tôi rất là thương con tôi, nhưng mà đặc biệt là nó là con tôi nhưng mà nó không thương tôi. Nó còn lên mạng xã hội, nó bán đứng tôi, nó nói tôi là như vậy. Nhưng mà là nó nói những lời nói nó là không đúng hoàn toàn sự thật. Rồi, rồi bây giờ này. Cái câu chuyện là bây giờ hiện nay chị nói là con chị bán, à, con của cô bán đứng, đúng không ạ? Dạ. Mình không phải vì 100 triệu để gọi là gả con. Dạ. Đúng không ạ? Mà con đồng ý cho nên con mới mua sắm gọi là lễ vật, đúng không ạ? Dạ. Rồi. À, xíu nữa lại tiếp tục con để trò chuyện với cô sau. Bây giờ con muốn chia sẻ là bây giờ xíu con tiếp tục nói chuyện với cô. Tại vì cô muốn chia sẻ là điện thoại cho cái người không, này. Xíu nữa. Dạ, nói cho người nghe nha. Dạ. Mỗi người nói chuyện một xíu thì các cô chú mình hiểu được. Nha, gọi là hai thông tin này hiện nay khác nhau. Dạ, hoàn toàn khác nhau. Rồi. Bây giờ em gái, em có thể em chia sẻ, em là em út đúng không? Rồi em chia sẻ rõ hơn cho anh câu chuyện. Rồi mà em, theo em nhận xét như thế nào về câu chuyện này? Một bên là mẹ, một bên là chị. Tại vì lúc đầu là lúc mẹ đầu em là... có hỏi là chị hay chị em có chịu không? Nhưng mà có làm mai không? Đầu tiên là có làm mai không? Hay là hai tự bên tự quen? Có làm mai. Rồi. Mẹ em có hỏi chị em là có chịu không đàng hoàng, mà chị em nói chịu, mẹ em mới dám làm như vậy. Chứ đám cưới mà lỡ như mẹ em ép chị em làm mà chị em lỡ trốn mà lúc đó biết làm sao? Làm mai nhưng mà là người đó qua trực tiếp nói chuyện với bé Hiền chứ không nói chuyện với mẹ luôn. Khi làm con nói chuyện với mẹ, không nói chuyện với mẹ sao mẹ biết con? Thì nói chuyện với con trước, con đồng ý rồi bả mới tiếp tục nói chuyện với mẹ. Bây giờ tiếp tục là em gái, cô dâu em nói chuyện đi. Rồi theo em thì bây giờ cái thông tin làm sao? Dạ đúng là mẹ có đi chỗ này chỗ kia, mẹ nhiều người nói với mẹ là sao gả con cho Trung Quốc, sợ qua bển bán em đồ này nọ. Và mẹ có về hỏi em là có đồng ý hay không. Em cũng có nói mẹ là ở đâu cũng vậy, có người này người kia, không phải là riêng Trung Quốc là ác. Nhưng mà kiểu dạng như là trước đó là mẹ đã tác động, kiểu dạng như cũng có khuyên gia đình chị hai và cái bà mai mối đó cũng có khuyên em là thôi gán với con để lấy chồng vậy sung sướng cuộc đời con. Đó, lấy chồng sung sướng cuộc đời. Nhưng mà mẹ có tác động là kêu con lấy người Trung Quốc không? Trước đó chứ không phải là không có trước đó và trước sau thời điểm đó. Đám cưới là gia đình em có tác động không? Trước thời điểm đám cưới có là tác động sao? Đấy là còn đã lỡ đám cưới rồi, đã trở chuyện về đám cưới rồi là khác rồi nha. Trước kìa mẹ em nói là lấy chồng cho thay đổi sung sướng cuộc đời con. Ừ, đâm em cũng tưởng như vậy là tưởng thật. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Đâm mình về sau là mình cũng ngả ý theo đúng không? Dạ. Nhưng mà thực sự em đã tìm hiểu về Trung Quốc chưa? Chưa. Lúc mà mới vừa gọi video qua để gặp mặt nói chuyện á là em cũng chịu, tại vì em cũng suy nghĩ là cũng làm khổ ba mẹ nhiều rồi. Em lúc đó em có nói chị hai luôn, lúc đó em có nói chị hai là tại vì cũng làm khổ ba mẹ nhiều rồi nên em đồng ý. Cho nên về sau là lỡ rồi. Dạ. Còn đầu tiên là không đồng ý đúng không? Dạ. Mà cũng không muốn lấy. Dạ. Nhưng mà do nhiều bên tác động. Rồi, bây giờ xin phép cô chú thế này, hỏi lại cô chú. Cái khoản tiền ấy, cái khoản tiền mà người chồng Trung Quốc này bỏ ra 600 triệu mà hiện nay gia đình mình chỉ nhận là 100 triệu gọi là làm đám, làm ABC gì đó. Dạ. Còn lại 500 triệu gia đình mình có biết không? Dạ không. Hoàn toàn không biết, đến giờ phút này mới vỡ lở ra luôn. Không. Mới biết là 500 triệu mà mai mối. Thì nó xì từ bên Trung bây Quốc. Bây giờ con lại phân tích cho chú, tại sao con hỏi chú như vậy? Tại sao chú lấy chú đang nói chuyện là con cho chú ngưng mà bây giờ con lại hỏi chú như vậy? Con đồng ý là cái bà mai mối tốt, là người ta thấy ông này hiền, thanh niên này hiền, đẹp trai, chịu khó, ok chưa? Yeah. Đó là một phần. Và phần thứ hai người ta muốn giúp cho con mình lấy chồng, lấy một ông hiền, một ông chịu khó, ok chưa? Yeah. Nhưng quan trọng hơn nữa là nếu người ta giúp được câu chuyện này thành công,
người ta ôm trong tay nửa tỷ. Đó, đây là mục tiêu của người ta như vậy. Vì vậy cho nên mình đến giờ phút này vỡ lở là mình mới biết là ông Mai bà mối đó tốt hay xấu. Đây là câu chuyện có thật. Xíu nữa còn sẽ tiếp tục trò chuyện để hỏi thanh niên này thực sự là có chi 600 triệu hay không. Nếu chi 600 triệu mà con mà gia đình mình chỉ nhận 100 triệu để làm cưới thì còn 500 triệu đang đi đâu. Ông Mai bà mối nếu người ta tốt nha, thì người ta cùng nắm tiền xe chi phí là gia đình nhà mình tự chịu, đúng chưa? Còn chú rể phải tự chịu. Còn người ta đi người ta giúp không thôi, hoặc chỉ hỗ trợ người ta một phần nào. Nhưng đây không bao giờ mà đám cưới, một cái đám cưới như thế này mà ôm lừa tỷ. Thế này là 10 đám cưới thì người ta ôm rất nhiều tiền. Vì vậy nên trong câu chuyện này đây là gọi là cò mồi. Nói thật luôn, thẳng cánh là cò mồi nha. Không tốt lành gì. Đây là ông Mai bà mối không tốt lành gì cho hai người. Hai ông Mai bà mối đó mới tác động Mãi và ai đó, một người tên Mãi và một người tên ai đó, nhưng mới tác động đến giờ phút này gia đình mình. Nếu đúng thực sự câu chuyện này tốt thật, đúng không ạ, con mà sang đây hạnh phúc thật thì gia đình mình không có quan tâm. Đúng rồi. Nhưng mà không may mà con sang đấy đến giờ phút này không thấy mặt nữa, đã ra đi, ví dụ như vậy, câu chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Đúng không ạ, mình không nói trước được. Có thể là vì hai bên bắt đầu ngôn ngữ, chồng nó điên, nó tức. Có thể là vì, có thể là nó cầm cái chổi nó đập nhẹ thôi, một là ra đi rồi. Có chuyện ví dụ như vậy. Nha. Không may mà ra đi thật. Mà giờ phút này vỡ lở ra. Mà gia đình mình mất con, người mai mối ôm 500-600 triệu. Thực sự gia đình ân hận nhất. Đúng không ạ? Ai cũng mong muốn là con có cuộc sống hạnh phúc. Không ai mong muốn là sinh con ra để con phải khổ. Đúng không ạ? Cô chú cũng vậy, đúng nhá. Nhưng đến giờ phút này không ngờ được là cái câu chuyện nó lại đi ngược lại. Là hiện nay thì con không hạnh phúc, đúng chưa? Mà hiện nay câu chuyện rất lùng sùng. Mà điều kế tiếp nữa, đến giờ phút này mình cứ tưởng ông Mai bà mối tốt, nhưng vỡ lở ra người ta ôm 500 triệu. Người ta được 500 triệu thì người ta phải tốt mà. Người ta phải nói đủ mọi cách, người ta tác động đủ mọi mặt. Có thể người ta phải thuê, phải nhờ ABC về nhiều mặt để tác động gia đình mình, hoặc thậm chí tác động chính con gái. Chú hiểu ý chưa? Đúng chưa? Đến giờ phút này con nói thật, con không trách gì gia đình mình ở cái điểm gì hết. Nhưng đây là gia đình mình, có thể là mình chưa suy nghĩ hết được câu chuyện. Đúng không ạ? Vì sao? Mình là một người nông dân, cho nên nhiều khi cái sự am hiểu mình không thể va chạm bằng những người khác, hoặc có thể là mình không thể từng trải bằng những người mai mối. Bởi sao? Người ta chuyên nghiệp, người ta thòng những cái câu chuyện, người ta đưa những cái giả thiết rất sướng, nhà này giàu lắm, con một con hai, sau này hưởng hết, đúng chưa? Đúng. Vì vậy cho nên đôi khi mình cũng tưởng là thôi được rồi, con ơi, trường hợp này lấy được đấy, mẹ thấy rồi, bà Mai này tin tưởng lắm, sướng đấy. Nhưng ai ngờ té ngửa đến giờ phút này nó thật rất đau lòng. Đồng ý là vợ chồng, cuộc sống hôn nhân đúng không, là phải có cái chuyện quan hệ, đúng không ạ? Vợ chồng thường chiếu phải quan hệ, cái chuyện đó bình thường. Nhưng đây là thanh niên này không hiểu ý vợ, đúng là phải biết tâm lý. Thường những người Trung Quốc, một số người con được biết, người ta rất tâm lý. Vợ ốm đau, vợ mệt mỏi là để cho vợ yên nằm, mua thuốc, mua men. Nhưng không bao giờ mà vợ đang mệt này mà ngủ say mà mới lạ nước là cái nó phải hiểu tâm lý, đúng không? Nửa đêm lôi vợ dậy để làm chuyện đấy, đúng chưa? Mà vợ đã không hài lòng rồi. Nhưng mà chính cho con gái của cô chú cũng chia sẻ, nó đâu có từ chối đâu. Bình thường những ngày khác thì nó vẫn đồng ý, nhưng đây là đang ngủ, cái giấc ngủ ai cũng bức xúc, đúng chưa? Nhưng bức xúc như vậy nhưng mà không đồng ý thì là chính bản thân người con rể của mình thì đưa ra hành xử mà tát nước và tát vào mặt và la lối, đúng chưa? Và ngôn ngữ bắt đầu hai bên nó càng không hiểu nhau, càng mâu thuẫn, đúng chưa? Chứ nếu không thì cái câu chuyện này nó không đến giờ phút này thì mình cũng chẳng biết là mấy trăm triệu là mấy trăm triệu. Bây giờ cái tiền bạc là không có, tôi không muốn nói về tiền bạc nữa. Nhưng mà những lời con gái chia sẻ trên mạng xã hội đây là hoàn toàn không đúng sự thật. Bây giờ tôi hỏi hết những người đàn ông nè, cưới vợ về bỏ bao nhiêu tiền cưới vợ về, nhưng mà nó không hề cho chồng nó ngủ chung nó. Chồng nó lên mình nó ngủ chung nó là nó đạp xuống, tại vì lý do là nó không yêu chồng nó không cho chồng nó ngủ chung. Còn cái ly nước đó là tôi không binh ai hết. Cái ly nước đó là ngay bữa tối vào cái thời điểm đó nó có con tôi có gọi điện cho tôi quay quay déo ấy luôn. Nó mới nói là mẹ ơi, là thằng Vĩ bây giờ nó quậy nó la sầm. Tôi hỏi lý do sao mà quậy la sầm. Nó nói là bây giờ là con gái tôi điện về là cỡ 10 giờ mấy, là ở bên bển là hơn mình ở đây một tiếng, là ở bển là 11 giờ 11 mấy.
đó là nó nói giờ nó còn nó đòi ngủ chung con mà con không cho, mà giờ nó quậy la sầm ba mẹ nó thức luôn rồi. Nó còn nói là ở trong cái phòng nó có cái bàn nhỏ để kế bên, đồng thời cũng để cái ly nước kế bên. Thằng này tức quá mới quơ ly nước là trúng nước tạt vô cái mặt nó, trúng nó đó. Đó là chỉ như vậy thôi, chứ thằng này không bao giờ hề quýnh đập nó này nọ kia. Về bên Trung Quốc á, nó còn nhéo cái tay thằng này, bây giờ cái nhéo cái tay thằng này kêu này dở ra coi là nó nhéo cái tay thằng này bầm bầm mà lấy thẹo luôn tay thằng này. Em với nó giỡn. Bây giờ nói vấn đề con cái giữa làm cha làm mẹ, không bao giờ ai mà dù có khùng có điên đi chăng nữa, con mình không bao giờ nào bỏ để mà nghe lời người Trung Quốc người hoài. Nhưng mà những điều nó chia sẻ, nó nói là không hoàn toàn không đúng. Nó nói là tôi tác động nó, ép nó này nọ kia, là những cái lời đó là không đúng. Những lời đó nè, thậm chí nè, đám cưới á, cái khi mà tôi với nó chở nhau đi ra ông thầy Tư Đôn coi. Ông thầy Tư Đôn nói về hai cái tuổi, ông thầy lắc đầu. Rồi ông thầy hỏi là quen lâu chưa? Tại sao mà giờ vẫn cho cưới? Tôi không chịu thì nó đồng ý. Là mẹ con ngày thầy bói nói là bây giờ là một tháng sau con ngày được ngày á, là một tháng sau hay một năm sau. Là mẹ nói là một tháng đi chứ muốn lấy vợ gì mà chờ tới một năm như vậy. Là mẹ mới nói lại thầy á là trong một tháng. Dạ, trong một tháng tìm ngày là tốt nhất. Mẹ mới kêu em á là nói lại chồng em là trong một tháng về làm đám cưới. Rồi con nói hết câu chuyện đó đi rồi tới mẹ nói. Là như là cái đứa mà bằng Mai á, là mới đầu là nói chung là có trặc trẹo cái vụ tiền 100 triệu nha anh. Tại vì 100 triệu này là con bé bằng Mai nó nói là nộp tài qua 100 triệu. Là nó nói là cho riêng tôi 100 triệu. Rồi cái tôi mới rồi nói là rước con nhỏ này về bển làm đám cưới. Tôi mới không đồng ý, tôi nói bây giờ làm gì làm. Đám cưới á, thì phải đám cưới bên Việt Nam rồi về bển đám cưới hay không á. Không đám cưới cũng vẫn được. Rồi cái là bắt đầu là nó cái vụ đám cưới, cái đầu cái người mợ sáu của cái người mà bằng Mai là hiện ở bên Việt Nam đây á, là nói là đám cưới thôi bây giờ để bà kêu người ta đưa thêm là mấy chục triệu để sắm này nọ kia để làm đám cưới. Ai đưa thêm? Kêu là người bên Trung Quốc á, rồi cũng có nói qua nói lại với cái người bằng Mai bên Trung Quốc là con nhỏ bằng Mai kết cuộc là kết cuộc là con nhỏ bên Trung Quốc nó không chịu, ý là nó không muốn đưa tiền thêm. Nó muốn ăn hết. Nó chỉ muốn là đưa 100 triệu thôi. Rồi, muốn ăn hết. Còn rồi, muốn đưa thêm vài chục nữa là nó không chịu. Đúng rồi. Cái con nhỏ bằng Mai nó mới nói rằng vậy nè. Bây giờ nhỏ bằng Mai nó không muốn đưa thêm, với lại nó không muốn tổ chức làm đám cưới này. Nó mới bích xê qua nó nói với con bé này là nó nói là bây giờ á nó mất con cái, nó không có thời gian về Việt Nam để làm đám cưới. Thôi vậy thôi để hè năm sau đi. Con nhỏ này không chịu, con nhỏ này thấy lâu quá mới là nói với lại chị Hai, gọi chị Hai đi làm trong công ty, ngày nào cũng gọi điện chị Hai gọi điện nói với chị Hạnh đi, giờ 100 triệu cũng được. Là những cái lời nói đó là vừa đám cưới vừa nói xong là một tháng sau làm đám cưới. À, hoàn toàn nó nói chứ tôi không hề, thí dụ như con nhỏ bên Trung Quốc nó nói một năm sau để hè năm sau nó về làm đám cưới, là cái ý nghĩa là mình muốn thêm mấy chục triệu nhưng mà nó không chịu, nó muốn hủy cái đám cưới này để mình bên đây mình cần tiền mình sẽ đồng ý. Tôi thừa biết như vậy luôn, nhưng mà là nó nói để hè năm sau đi rồi để về làm đám cưới. Rồi con nhỏ này nó sợ là hè năm sau, ý là nó sợ không có tiền bạc này nọ kia, rồi nó sợ hè năm sau rồi không có đám cưới này nọ kia. Mỗi ngày tôi với chị Hai nó làm chung công ty, nó gọi điện nó hối thúc chị Hai nó nhưng mà gọi điện nói với chị Hạnh gì mãi đi, thôi giờ 100 triệu cũng được thì chấp nhận làm đám cưới đi đó. Trong khi đó là bây giờ nó nói ngược lại là tôi hả, tôi nói năm sau làm đám cưới, tôi kêu thôi làm đám cưới đại trong tháng làm đám cưới. Là những lời nói nó là hoàn toàn không có đúng cái nào hết trơn á. Rồi bây giờ em gái em nói đi. Dạ là nãy chị Hai làm chung công ty, là coi thầy á, thầy nói là một tháng có hai ngày tốt, một tháng hoặc là một năm. Thì em có hỏi mẹ, thì mẹ kêu hỏi lại chồng em, thì chồng em mới nói là một năm được không, để kiểu vậy như là năm sau để dư giả hơn á. Rồi thì em nói lại mẹ em nói là cưới vợ gì mà đợi một năm sau mới gì cưới lâu vậy. Thì lúc đó là
rồi mới mẹ em mới chọn ngày một tháng, chọn ngày một tháng xong rồi về cũng có thông báo lại cho chồng em biết là một ngày một tháng để ảnh bay qua đây làm tổ chức đám cưới. Thì em có gọi chị hai, cũng có gọi chị hai hỏi hỏi để bàn mấy câu bàn ngày tổ chức cưới á, gọi cho chị hai thì nói là thông báo lại cho mấy người đó là mẹ đã coi ngày vậy vậy rồi đó. Ừ. Đó. Rồi bây giờ này, cái câu chuyện mà giữa chồng em chia sẻ hoặc gì đó hoặc là mẹ em chia sẻ này, mẹ em mới chia sẻ này. Yeah. Bây giờ anh hỏi em chia sẻ là chồng em tạt nước. Yeah. Là vì lý do là đòi em quan hệ. Yeah. Lúc gọi là nửa đêm. Yeah. Em không đồng ý. Yeah. Nhưng mẹ em nói là chồng em nói là cái ly nước để trên bàn không may đổ xuống, em nghĩ sao? Dạ lúc đó là em nằm đó, nói chung là chính em là người tận mắt thấy với lại tận ảnh đối xử với em như vậy, ba mẹ em không có đó nên là hiểu. Ba mẹ em không biết rồi. Tại vì á em là người ảnh đối xử với em như vậy. Ừ. Ba mẹ nói em không thương ảnh nên là em biện lý do để nói ảnh như vậy. Rồi ảnh sáng mai á, ảnh đi qua nhà của hai cái chị làm mai đó, ảnh nói với lại hai chị làm mai đó là không phải là ảnh cố tình mà ảnh lỡ thôi. Rồi ảnh mới nói với hai chị làm mai đó là kiểu vậy, như để cho dịch lại cho em hiểu á, là nói là lỡ thôi chứ không phải là cố tình, rồi nói thì xin lỗi em. Ừ, rồi cho anh hỏi này. Thế bây giờ mẹ em chia sẻ với em, chia sẻ đây trên cộng đồng, chia sẻ với anh nè, mới đây nè, mẹ em nói là em không đồng ý cho chồng em quan hệ vì chồng em không quan hệ được lần nào, cứ lên là em đòi đạp xuống dưới, có không? Không, đúng là kiểu vậy, như có nhiều lần em hất ảnh ra tại vì ảnh nằm ôm với lại người nóng nằm ôm em thì có nhiều lần em hất ra, nhưng mà trước cái ngày mà ảnh hất nước vô mặt em á là em đã có cho ảnh quan hệ. Đã có rồi, có không? Có không? Mà mấy lần rồi? Một tháng, trong một tháng em sống đến khi em bỏ trốn này nè, em có ba lần gọi là có rồi đúng không? Chứ gọi là không có là hoàn toàn không đúng đúng không? À, nhưng mà vì lý do là em bức xúc ấy là tạt nước mặt em, gọi đòi quan hệ chứ đúng không? Tạt nước mặt em. Với lại em thấy kiểu như chuyện câu chuyện nó cũng không có quá đáng tới mức đó nên mà anh đối xử với em như vậy nên là em buồn. Ừ. Dạ. Vì vậy nhưng bây giờ anh hỏi em này, bây giờ em có muốn sống với chồng Trung Quốc hay không? Dạ không. Ừ. Bây giờ em gái là em phiên dịch, em nói chuyện mấy bạn anh rể của em đi. Còn yêu vợ không? Có muốn vợ về không? Thực sự câu chuyện này đến giờ phút này là câu chuyện này rất buồn. Đó. No. Ừ? No. Hết rồi. Không. Hết rồi. Không. Hết rồi. Lý do hỏi là lý do sao? Hỏi lý do. Lý do tại sao? Để em nhắn rồi để nó. Ừ. Vậy là hết yêu rồi thì chồng Trung Quốc hôm nay vẫn đến đây. Chồng, người chồng Trung Quốc hiện nay đang sinh sống tại đâu cô? Tại ở nhà tôi. À, đang ở nhà cô đó. Bây giờ hàng ngày tôi nuôi nó gần chết, tiền bạc thì nó ôm tiền, nó lấy tiền, nó bỏ nó đi hết rồi. Ôm nào ôm sao? Ôm sao? Là tiền của đám cưới xong của bển là mẹ nó lì xì là một bao lì xì 10 tờ giấy 100, ba chồng nó cũng lì xì 10 tờ giấy 100. 100 tiền Trung Quốc là tức 20 tờ là đổi ra gần 7 triệu tiền Việt Nam. Đúng rồi, tiền Trung Quốc là 100 rồi tiền của nó, rồi tiền của chồng nó, tiền mặt của chồng nó là nó ôm đi hết. Rồi tiền trong thẻ của chồng nó là má chồng nó gọi điện qua cho tôi thấy tôi bệnh, tôi ho ốm là má chồng nó chuyển qua vô thẻ nó là 2000, kêu nói gọi điện cho nó kêu là 2000 tiền chung là kêu gần 7 triệu tiền mình. Dạ. 2000 tiền chung kêu là nó lấy cái tiền đó để cho tiền tôi uống thuốc uống men. Nhưng mà là tiền trong thẻ của thằng này, con nhỏ này nói với nó, dụ nó làm sao, nó chuyển tiền hết cho nó. Rồi chuyển tiền hết không cho nó. Không phải là em dụ nó, là nó đưa cho em một cái thẻ.
lúc trước á là về Việt Nam nó đưa cho em cái thẻ ACB, ABC gì đó, là cái thẻ đó mới rút được cái ngân hàng ở chỗ đó, rút được ngân hàng Sacombank. Rồi lúc mà mới đây nè là đưa cái thẻ khác, tình nó phải nói sao cho mấy anh này biết, đưa cái thẻ khác không phải đưa cái thẻ cũ nên là em không rút được. Cái ảnh mới chuyển tiền qua điện thoại cho em, rồi lấy điện thoại em chuyển tiền lại vô cái thẻ đó, là ảnh mới kêu em đi rút 2.000 là đổi được 6 triệu, rút được 6 triệu đó. Là 2.000 là rút được 6 triệu. Rồi là có ảnh có nói là cho em 3 triệu mua đồ cho mẹ, 3 triệu khám bệnh, nhưng mà lúc đó là em không có ý định trốn, là em mới định đi rút tiền về em đưa cho mẹ, em không có ý định trốn, nhưng mà em suy nghĩ em buồn nên là em suy nghĩ anh đối xử với em như vậy em buồn nên là em mới trốn. Rồi nếu như con buồn á, con buồn cái sự việc vậy á, thì bây giờ cái số tiền số bạc của nó, thay vì giờ con muốn đi thì con phải để cho nó 5-6 triệu, 6-7 triệu là để cho nó mua. Mẹ có hiểu con chưa có ý định trốn không? Lúc đó là con chưa có ý định trốn nên là tiền đó nó đưa con giữ, chứ không phải là nó tự, tiền đó là nó tự nó nhét túi rồi nó đưa con giữ, chứ không phải là con bắt nó đưa tiền cho giữ. Là lúc đó con cũng chưa có ý định trốn nên là con cũng chưa có đưa tiền cho nó. Lúc mà trước khi con đi á là nó có kêu con đưa tiền cho nó, là cái con mới móc hết trong túi con ra luôn, con đưa nguyên cọc luôn, rồi cái nó không lấy, nó chỉ rút một tờ 500 ra lấy thôi. Rồi trong cái lúc á, bây giờ á là con đi từ bữa chủ nhật tới nay mà chị con gọi điện cho con, nếu như con không muốn ở với nó nữa, về nhà giải quyết rồi xong á, rồi tiền bạc vàng dòng của nó thì trả lại cho nó, nó mua vé máy bay nó đi về bển. Chứ bây giờ á, đã mẹ đã nói kêu con Trâm nhắn tin cho con, mẹ không có ép buộc, không có cái gì với con hết. Bây giờ cái câu chuyện bây giờ thời gian nó quá dài rồi. Thời gian nó rất dài, rất nhiều người có thể là không xem hết video này được. Bây giờ mình muốn đi vào cái câu chuyện này kết thúc một cách nhanh chóng mà mọi người hiểu được cái đầu đuôi câu chuyện. Đúng không? Đây là một cô dâu Việt hiện nay thì vì lý do mai mối đến giờ phút này bỏ trốn. Đó, hiện nay thì bất đồng ngôn ngữ và có thể là tình cảm không hạnh phúc. Em gái này em là em út của chị em. Em hỏi thẳng thanh niên bên kia là người anh rể của em, nói là bây giờ muốn gì và muốn xử lý cái câu chuyện này làm sao, và tại sao đánh chị đó, vậy thôi là kết thúc. Bởi vì chia sẻ này chắc chắn nhiều người biết rồi. Bây giờ anh cho em nói những điều sự thật của con em đi, chứ con em nó lên chia sẻ này là hoàn toàn là không có đúng chút nào hết trơn. Rồi chị muốn chia sẻ làm sao đây? Rồi bây giờ tôi muốn chia sẻ là cái khi mà nó đồng ý đám cưới với người Trung Quốc này là nó sẽ có người bạn trai này trước cũng có đồng thời ở chung luôn. Bạn trai này có qua nhà tôi ở chung vì lý do nó là con gái, mà trong khi đó là cái thằng bạn trai kia cứ mỗi ngày qua hai đứa ngủ chung trong gia đình. Thì không, nín để mẹ nói xong rồi lắc á con. Rồi nó là con gái mà bạn trai kia là hả con trai, mà mỗi ngày qua gia đình hai đứa ngủ chung thì chòm sớm mới dị nghị mới nói với lại gia đình tôi là như là thấy hai đứa nó ở vậy. Bây giờ một là cho bên đó nó bước tới, còn hai là phải giải quyết như thế nào. Rồi cái kết cục cái hành trình đám cưới này là tự động nó quyết định, con gái nó quyết định. Đâu có không có không có quên không không có quên không có né coi làm gì vậy thả ra. Rồi đó, rồi xong cái nó không muốn nhắc cái chuyện thằng kia đúng không? Đừng có nhắc đi. Thì trong khi đó nói chung là chuyện này không có liên quan gì hết. Nhưng mà rồi á, trong cái chuyện này á, khi đám cưới là tự con gái quyết định làm đám cưới. Nhưng mà theo tôi là mẹ, tôi suy nghĩ là tôi biết được là hai đứa này nó có mưu tính, mưu đồ với nhau là để làm đám cưới xong lấy tiền lấy vàng của thằng này hốt cao chạy xa bay. Bây giờ tôi, một khi nó đã bán đứng tôi lên trên mạng rồi thì tôi là mẹ, cái chuyện bức xúc của tôi nó nói không đúng thì phải cho tôi nói hoàn toàn sự thật là hai đứa này hốt tiền hốt vàng của thằng này đi. Cái khi mà cái ngày mà hốt bao nhiêu là tiền á, là tôi không nắm rõ, nhưng mà tiền cũng cỡ lại hai mấy triệu bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà vừa vàng vừa điện thoại vừa này nọ kia, nói chung tổng cộng gồm hết chắc cũng phải gần 100.
đó, gần 100 triệu là tiền vàng của thằng này. Nhưng mà bây giờ tôi là mẹ, tôi không bao giờ nào mà tôi bỏ con tôi mà để tôi đi bên người ngoài hết. Bây giờ tôi chỉ nói đúng cái điều sự thật của tôi muốn nói, là bây giờ không đồng ý ở với người ta thì điện thoại của người ta trả người ta, vàng của người ta trả người ta, tiền của người ta trả người ta. Còn cái chuyện mà người ta để tiền xin lễ 100 triệu thì để bên thằng trai xử lý, sẽ nói với gia đình tôi như thế nào thì cái chuyện đó để giải quyết tính sau. Nhưng mà cái video này là tôi chỉ muốn là, tại vì cái ngày mà đám cưới nó là chuẩn bị bay về Trung Quốc á, là nó bỏ nó đi một đêm, là gia đình tôi đi tìm lại được, đồng thời bắt nó với lại thằng bạn trai này. Mà trong khi đó là bắt được á, là chồng tôi có quýnh thằng đó một mớ, chở thằng đó về nhà, thằng chú rể thấy mặt luôn, chú rể thấy mặt rất là buồn, rất là bức xúc luôn. Nhưng mà rồi cái đợt sau này đi, đợt sau này nó đi bữa chủ nhật, có người ở nhà tôi là thấy, có người ở nhà tôi thấy nó ở bên khu bên chợ đầu mối. Có người thấy nó ở bên chợ đầu mối, ở khu chung cư bên chợ đầu mối mà thằng bạn trai này chở nó đi. Là tôi muốn bây giờ dù tiền vàng nó hai đứa có đi chung với nhau, chia ăn bán chát hết hay gì đi chăng nữa, bắt buộc hai đứa phải về trả đầy đủ tiền vàng của thằng này, cho bao nhiêu là phải trả bao nhiêu. Bây giờ tôi là mẹ, tôi không thể nào mà tôi để câu chuyện như vậy hết á. Bây giờ tiền vàng của nó là trả cho nó. Chứ bây giờ hỏi chứ mình đâu phải là mình binh con mình, mình binh con mình, trong khi đó con mình đã sai trước, con mình đã làm sai. Bây giờ nó làm vậy nè, là vừa khổ cho tôi, vừa khổ cho ba nó, vừa khổ cho cha mẹ chồng của nó, vừa khổ cho thằng chồng nó nữa. Bây giờ giấy tờ visa với lại kết hôn là đầy đủ bên Trung Quốc hết rồi, mà bây giờ nó không sang bản thì tôi không nói. Nhưng mà nó làm khổ chồng nó là một điều. Thứ nhất là bây giờ thằng này về bản, cái thứ nhất không biết nói chuyện với họ hàng, bà con, bạn bè làm sao. Tại vì ở bên Trung Quốc là mới cưới được 2-3 ngày là hai vợ chồng nó sẽ bay về Việt Nam làm giấy tờ. Mà trong khi đó bây giờ chồng nó khổ cái thứ nhất, không biết nói cha mẹ, bạn bè, bà con như thế nào. Rồi một cái thứ hai nữa khổ là vợ chồng nó đăng ký kết hôn bên Trung Quốc rồi, là bây giờ thằng này cũng không thể có vợ được nữa. Đó, rồi người ta, vợ gia đình người ta có tiền tiết kiệm bao nhiêu, người ta bỏ dồn vô cái đám cưới này hết rồi. Đám cưới này như là trên chia sẻ là gia đình nó nói là để gần qua 600 triệu. Rồi thằng này phải đi chụp hình cưới, đi mua vàng riêng, rồi người ta đám cưới đãi nhà hàng bên Trung Quốc nữa. Rất là tốn kém nhiều tiền của người ta lắm. Rồi, bây giờ này, cái câu chuyện ấy, là đến giờ phút này đám cưới thành công và thất bại. Đúng không ạ? Là hiện nay ông Mai bà mối phải chịu trách nhiệm, phải trả lại. Đúng chưa? Còn gia đình mình là tự thương lượng, chứ không, người ta bên chú rể không bắt gia đình mình phải trả 500-600 triệu. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không ạ? Nếu thành công thì ông Mai bà mối mới ăn được, bởi vì người ta ăn người ta bà lửa tí rồi. Còn với gia đình mình nói thật là chẳng được cái gì trong câu chuyện này. Giờ như giờ có thể xem bằng tiếng. Dạ đúng rồi. Là bằng tiếng đó. Dạ. Giờ có thể là trên mạng thì nó rất nhiều thông tin đa chiều. Người bênh người ghét. Đúng không ạ? Cái gì vậy, cho nên là hy vọng ấy là bây giờ là gia đình tự hướng xử lý, còn câu chuyện này hiện nay chưa hồi kết. Mẹ thì bảo vệ cái chân lý của mẹ, đúng chưa? Con bảo vệ chân lý của con, đúng không ạ? Hai bên hiện nay câu chuyện là hiện nay chưa hồi kết, rất căng thẳng. Nhưng mà thôi, hôm nay này em chỉ xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, hiện nay thì em nhìn nhận được là lưỡi thanh niên này nó lộ là không thương nữa, đâu là cuộc chơi này chấm dứt. Tại vì đó, trong nó nói chung là nó nghe được những lời nói này chỉ là thành đồ, cho nên nó biết không, lấy nó chưa lấy hình chút đỉnh, lấy là chưa lấy hình là đã kết thúc rồi, hiểu không? Vì vậy cho nên là thanh niên này có thể, nếu có thể là sẽ không thương yêu em gái nữa. Đấy, còn muốn gì hay không là tự gia đình xử lý. Lúc mà đuổi em đi á, lúc mà em qua Trung Quốc được nửa tháng á, đuổi em đi á, thì có gọi về gia đình em, nói là gia đình em trả tiền cho nó để nó cưới vợ khác, là kiểu dạng như là lúc đó em với nó chưa làm đám cưới bên Trung Quốc. Nhưng mà kiểu dạng như là chỉ mới có xích mích qua lại thôi mà nó đã kêu em, là nó gọi về gia đình em, nó đã bây kêu này, em là trả tiền để cho nó cưới. Bây giờ này thanh niên này ngồi đây đó, như tư cách thanh niên này, nhìn ánh mắt của chị là thanh niên, thanh niên này hoàn toàn không phải con người tốt, khẳng định như vậy nha. Riêng thanh niên này, con người ngồi đây mà ánh mắt liếc kiểu này, mà nhìn cái giọng cái điệu như thế này ấy, là hoàn toàn không phải con người tốt đâu. Nhưng gia đình mình cũng bị nhầm rồi, nhưng mà thôi, mọi chuyện nó lỡ rồi, cũng may mắn là cuộc chơi này kết thúc một cách sớm. Nếu không một thời gian nữa con gái là sinh cho cháu ngoại nha, mà con mình cứ má ơi má, mẹ ơi mẹ, mẹ cứu con mẹ ơi bây giờ con về bằng cách nào. Đến lúc bây giờ nhé, không phải là tiền nữa đâu, chỉ là nước mắt và nước mắt.
nó đến lúc mà câu chuyện phức tạp lắm, mà không may mà con nó ôm con mà nó đi đâu mà đến con đường cùng, đến lúc gia đình ân hận. Tại vì nói chung là thằng này nó bức xúc trên video này là lý do bữa hổm nó đã bắt được một trận là con này đi chung với lại cái bạn trai đó rồi. Nhưng mà đã chấp nhận rồi. Rồi không, để tôi nói. Rồi đưa về nó thấy trước mắt một lần rồi. Rồi bây giờ nó thấy tôi cầm điện thoại đưa lên video vậy là nó thấy nó cũng biết. Trước khi mẹ đưa hình lên là anh đã kêu em gái nhắn tin hỏi là còn yêu chị không? Còn yêu vợ nhưng mà tôi nghĩ là cuộc tình này bây giờ tôi cũng không, tôi là người là mẹ tôi cũng không nên cho nó về Trung Quốc nữa. Đúng. Nhưng mà tôi phải giải quyết bằng mọi giá, bắt buộc nó phải trả tiền trả vàng cho người ta. Trả thì bây giờ thì có cái gì đâu, chuyện nhỏ mà nó cũng không có nhiều, đúng không? Yeah. Thì bây giờ em gái hôm bữa thì chồng gọi là gửi đúng không? Đưa thẻ cho giữ. Thì bây giờ có bao nhiêu thì bây giờ em trả, vậy là xong. Kết thúc. Rồi vàng vòng điện thoại của người ta đâu? Vàng vòng thì còn. Nên vàng vòng thì còn, đúng không? Rồi điện thoại đâu? Nhưng mà bây giờ nếu để hao hụt, bây giờ anh hỏi thẳng luôn, nếu để hao hụt tiền là hao khoảng bao nhiêu tiền? Hao á, hao hụt. Nhiều, tại vì em đi xa, em muốn trọ và em mua đồ rồi. Em đi không mua bộ đồ nào hết, là em phải mua đồ mặc rồi niệm mình gói rồi tùm lum hết, nên là cũng nhiều tiền. Nhiều là đến mấy chục triệu không? À, tóm lại là tiền mặt không còn bao nhiêu. Em chỉ nói là em còn bao nhiêu thôi, đến giờ là tổng tài sản bây giờ em còn khoảng bao tiền? Em còn có 1 triệu mấy thôi. Lúc mà em đi á là góp 6 triệu. Góp 6 triệu là tiền mà ba mẹ ảnh lì xì cho em á, là không tính đi. Tại vì tiền ba đó là ba mẹ ảnh lì xì cho em là của em. Góp 6 triệu. Rồi tiền của ảnh tiền của ảnh được 5-6 triệu nữa, là trong người em chưa tới 15 triệu, nói hai mấy triệu là không đúng. Tại vì nói chung tại là vì tiền... em là người giữ tiền em biết. Nhưng nói chung là thế này thì cũng chỉ có người mới giữ tiền thôi. Ảnh là người nhét tiền vô túi em lúc đầu đó. Rồi bây giờ này cái câu chuyện đấy là tổng cộng đến giờ phút này nó cũng không phải là hàng trăm triệu đúng không? Nó chỉ có 10-20 triệu thôi, cái câu chuyện nó không to tát gì. Hy vọng gia đình mình khắc phục cái vấn đề này. Rồi nhưng mà tôi muốn trên video này bây giờ vàng của thằng này với lại tiền điện thoại là nó móc đưa tôi tại đây. Tại vì tôi thừa biết con tôi, cái bản tánh nó trầm thượng. Khi mà một khi nó về nhà là lạng quạng, tiền điện thoại nó không đưa. Nếu như nó muốn đưa, nó không lừa đảo, nó không muốn lấy tiền của thằng này. Không, bây giờ, thì nó bây sẽ giờ này em không bênh con chị, con không bênh con cô, mà không bênh cô. Nhưng câu chuyện này bảo là con cô lừa là không đúng. Con nói thẳng là bênh lừa là không đúng. Đây là vì rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nỗi có thể là có cả gia đình. Đúng không ạ? Gia đình ngay ban đầu mình không có gạ gấp gì hết á. Không có tác động gì hết. Ông Mai bảo mối là tôi không biết con tôi Việt Nam lấy chồng Việt Nam. Nha, còn nó lấy đâu cái mặt khác đó. Đúng chưa? Nhưng đây là cũng là lỗi cho gia đình mình. Nói thật luôn như vậy. Gia đình mình có nói tiếng to tiếng nhỏ cho nên từ từ gọi là mưa dầm lâu gọi là thấm lâu gọi là nó cũng lụt. Đúng chưa? Thế vì vậy thôi, bây giờ này câu chuyện này kết thúc. Được chưa? Dạ, được rồi. Rồi, bây giờ gia đình tiền không nhiều, nó chỉ có 1-20 triệu nó tự xử lý. Dạ. Còn ông Mai bảo mỗi ăn bao nhiêu, 500, 1 tỷ là cái việc của người ta. Bây giờ tự người ta phải trả, có trách nhiệm người ta phải trả. Đúng không ạ? Dạ. Rồi, bây giờ anh em hiểu chứ Bình Dương lấy cái câu chuyện mà tìm được gọi là con gái cho cô chú là tìm rồi. Dạ. Đúng không ạ? Cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc. Dạ. Bây giờ đã thành công rồi. Dạ. Còn sau này gia đình tự có hướng xử lý, còn anh em hết trách nhiệm. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Vậy rồi hôm nay thì anh em hiểu chứ Bình Dương đăng video lên để mục đích chính là đính chính, và cũng đây là một câu chuyện là cảnh báo cảnh tỉnh cho rất nhiều các bậc phụ huynh. Hy vọng là mọi người lấy con gả con hãy nhìn nhận là một cách gọi là đa chiều, tránh tình trạng mà cái câu chuyện đi quá xa, đúng không? Dạ, gia đình mình có đồng ý cho anh em Hiệp Chí Bình Dương đăng video lên mạng không? Dạ đồng ý. Rồi em bé gái bên này sao? Dạ em đồng ý. Rồi còn gia đình nhà còn chị cô này sao? Cô ý cô làm sao? Giờ tôi thấy thôi cái video này giờ tôi thấy bữa hổm đã lên mạng một lần rồi, trong khi đó hả bao nhiêu hả người bình luận á là không hiểu cho tôi, là vô hả chửi tôi, cho nên vì cái chỗ tôi đau lòng quá, tôi nói bằng sự thật, tôi không bao giờ nào nói sai chuyện gì hết. Thì bây giờ, là đúng sai là tôi câu cũng chuyện. Xin là cái video này gỡ bỏ giùm tôi đi, tại vì bây giờ sao tôi lên mạng á, tại vì cái video này có con với mẹ cùng đó chứ. Bây giờ là đây là cái cuộc cả chồng, bây giờ nếu không là người ta sẽ còn chửi cô suốt đời, đúng không? Đây có con gái, có con rể, đúng không ạ? Có đầy đủ câu chuyện. Nếu gia đình mình không đồng ý đăng, hoặc một người trong thành viên trong gia đình mình không đồng ý đăng, là câu chuyện này còn rất phức tạp,
đó rồi. Người ta sẽ chửi cô, có thể là người ta không hiểu được rồi, vậy tôi nhưng mà cô nói như thế này là mỗi người hiểu một cách khác nhau nhé. Rồi, vậy câu chuyện này xin kết thúc được đây nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Trước kết thúc, trong khi đó gia đình không có gì hơn, cũng cảm ơn anh em hiệp sĩ Bình Dương là anh Hải, thì trong khi đó cũng giúp gia đình như vậy. Thật là gia đình tôi không có gì hơn, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì anh em đây thì mục đích chính là giúp một cô dâu Việt, cũng là giúp gia đình mình tìm được, đến giờ phút này đã tìm được một cô dâu Việt, gọi là vì lý do là cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc là bỏ chạy. Đúng không? Anh em là có mục đích chính là giúp miễn phí và đã về đây thành công. Còn sau này gia đình mình về nhà tự gọi là có hướng giải quyết, chứ anh em không có vấn gọi là không có liên quan gì, là không can thiệp vào đời tư của gia đình được nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Cảm ơn. Rồi em còn gì hỏi.